dính một em già này, thấy vô con chim chim bổi của mình nè, chim bổi của mình thấy chip quá, thấy chip dữ lắm mà cũng không biết trống máy luôn, cắt cánh rồi, mới có 2-3 ngày nó chip dữ lắm, bỏ vô lụp luôn, bỏ vô lụp mà nó cũng đánh là mầm nè, đánh chim già luôn ấy chứ. Con này khôn lắm, mấy con này nó khôn khó đánh lắm, còn to tí còn dài đòn à. Con này là quá đẹp luôn à. Mà già nó không có dạng. Để nuôi thử coi. Để bắt ra coi coi. Con này thì quá đẹp rồi. Nhưng mà nó già không có dạng được. Cũng có thể con chim mồi của mình nó sảy. Để coi coi. Đầu có thẹo. Mình sảy chim mồi mấy con luôn. Lâu lắm rồi. Ây da. Chân nó máu vô đây. Gãy chân á. Cắn dữ không? Con chim rừng lông lá mượt đang ra lông dữ không? Con này quá đẹp, vô nào á không biết luôn, đánh dính hồi nào á à. Chuyện đồ chấm mình thả hoài chứ mà lên con này dữ lắm, để mình nuôi để nó cái dạng nó có ăn chuối không, giống chim mồi mình thả không. Đây là giống như mồi mình sảy không chứ.